Thành phố New York của Mỹ từ lâu nổi tiếng với tên gọi thành phố không ngủ. Thế nhưng có lẽ ít người biết rằng là việc khiêu vũ trong hàng chục nghìn quán bar, hộp đêm và nhà hàng tại đây thực tế lại là bất hợp pháp bởi các cơ sở kinh doanh phải có giấy phép đặc biệt mới được tổ chức các hoạt động trên. Đây là khung cảnh quen thuộc về đêm ở New York. Thế nhưng những người vui vẻ nhảy múa ở câu lạc bộ ở nơi đây lại không biết rằng những việc họ đang làm là bất hợp pháp. Theo đạo luật Cabaret ban hành ở New York vào năm 1926, việc hoạt động múa hát trong các nhà hàng hộp đêm thì các cơ sở kinh doanh phải có giấy phép đặc biệt mới được tổ chức các hoạt động trên. Tuy nhiên, việc xin giấy phép này vô cùng nhiêu khê. Hiện nay, trong số hơn 22.000 điểm kinh doanh như vậy ở New York, chưa đến 100 điểm có giấy phép được gọi là giấy phép Cabaret. Các cơ sở còn lại chấp nhận nguy cơ phải chịu phạt và khả năng bị tước luôn giấy phép kinh doanh rượu bia. Thật vậy, tôi phải sống trong một chút lo âu rằng những nhân viên mình thuê, các đối tác, các khách hàng có thể biến mất chỉ vì một đạo luật lạc hậu. Đạo luật Cabaret được ban hành trong thời kỳ cấm rượu ở Mỹ từ năm 1920 đến năm 1933, song đến nay vẫn tồn tại, dù việc thực thi có thể là khá lỏng lẻo. Nhiều chủ quán bar đang thúc đẩy chiến dịch yêu cầu xóa bỏ hẳn đạo luật này.